Thành Long bị chỉ trích vì bỏ mặc con gái sống nghèo khổ. Ngô Trắc Lâm là con riêng của Thành Long, nhưng không được nam diễn viên quan tâm và chăm sóc. Nhiều năm qua, sau võ thuật bị chê trách vô trách nhiệm với con gái. Ngày 11 tháng 10, Xin Chiêu đưa tin Thành Long biểu diễn công phu, giao lưu với khán giả nhí tại sự kiện thương mại ở Trung Quốc đại lục. Nam diễn viên thể hiện sự thân thiện, yêu chiều các bé thiếu nhi. Sự xuất hiện của ngôi sao hành động hàng đầu Trung Quốc gây chú ý. Nam diễn viên hiện là tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau khi truyền thông đưa tin về cuộc sống vất vả của Ngô Trắc Lâm, con riêng Thành Long với Hoa hậu Ngô Ý Lợi. Trên mạng xã hội, khán giả đặt câu hỏi về trách nhiệm làm cha của Thành Long. Thái độ thờ ơ, không nhận con và cũng không chăm lo cho cuộc sống của con gái trong 23 năm khiến sao võ thuật hứng chỉ trích. Ngô Trắc Lâm hiện sống nhọc nhằn với bạn đời đồng tính ở Canada. Vào ngày 9 tháng 10, cô bị chụp ảnh xếp hàng nhận thực phẩm cứu trợ dành cho người vô gia cư, người có thu nhập thấp tại Toronto. Tình cũ Ngô Ý Lợi từng khẳng định trên truyền thông Thành Long chưa từng hỏi thăm hay chu cấp kinh tế cho cô nuôi con. Trên mạng xã hội, khán giả so sánh cuộc sống của Ngô Trắc Lâm và anh trai cùng cha khác mẹ phòng tổ danh để thấy sự phân biệt đối xử của sao võ thuật. Trong khi Ngô Trắc Lâm thiếu thốn vật chất nghiêm trọng, phòng tổ danh lại sống xa hoa, nhàn nhã. Nam diễn viên vừa bị bắt gặp cầm lái siêu xe trị giá 300.000 USD hút xì gà cao cấp trên phố. Điều này khiến Thành Long bị phê bình vô tình với con ruột. Bố ở nhà rát vàng, con trai sống như thái tử, còn con gái tiền ăn cơm cũng không có. Thành Long quá nhân tâm, bỏ mặc con cái 23 không quan tâm liệu ông ta có đủ đạo đức để hoạt động nghệ thuật. Thành Long và Trần Tử Đan bản chất như nhau, trọng giàu khinh nghèo. Ngô Trắc Lâm có lỗi gì trong mối quan hệ sai trái của ông ta, cư dân mạng chê trách sau gạo cội. Bên cạnh đó, một số người cho rằng Ngô Trắc Lâm đã đủ lớn để tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Theo cư dân mạng, việc sinh ra trong gia đình thiếu vắng tình cảm của cha không phải là cái cớ để Ngô Trắc Lâm sống buông thả, nổi loạn. Việc bỏ bê học hành, không chịu cố gắng thay đổi số phận là nguyên nhân khiến Ngô Trắc Lâm nếm trải bất hạnh của hiện tại. Ngô Trắc Lâm sinh năm 1999, là con riêng của Thành Long và nữ diễn viên Ngô Ý Lợi. Ngô Trắc Lâm chịu tổn thương từ nhỏ vì Thành Long không nhận con. Trắc Lâm lớn lên trong sự dị nghị, soi mói thái quá của dư luận. Điều này khiến cô gặp chướng ngại tâm lý, sớm nổi loạn. HK không một nhận xét, Ngô Trắc Lâm là con nhà sao có phận đời bi kịch nhất ở giới giải trí Trung Quốc.